Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Thế lưỡng nan của Đảng đối với việc cho phép công đoàn độc lập hoạt động. Ngày 9 tháng 5, báo chí nhà nước đồng loạt đưa tin Công an Hà Nội khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Văn Bình, vụ trưởng vụ pháp chế thuộc Bộ Lao động Thương binh Xã hội về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước. Những bản tin cực kỳ ngắn gọn, rập khuôn và không cho biết ông Bình đã có những hành vi vi phạm pháp luật cụ thể nào. Hình ảnh ông Nguyễn Văn Bình. Tuy nhiên, điều kỳ lạ nằm ở chỗ, trước đó 3 ngày, ngày 6 tháng 5, tổ chức Project 88 tố cáo rằng ông Nguyễn Văn Bình đã bị Công an Việt Nam bắt giữ từ giữa tháng 4 nhưng không công bố. Nghĩa là ông Bình đã bị bắt giữ khoảng 20 ngày trước khi Công an công bố thông tin, và nếu thông tin ông bị bắt không bị Project 88 tố ra thì có lẽ Công an sẽ còn tiếp tục che giấu. Điều kỳ lạ còn nằm ở chỗ, ông Bình rõ ràng là một quan chức, nhưng ngay sau khi tin ông bị bắt lộ ra thì hàng loạt các tổ chức quốc tế đã lên tiếng, tổ chức công bố thông tin ông bị bắt, Project 88, cũng là một tổ chức bảo vệ nhân quyền cho người Việt. Và cũng không thấy người dân nào hân hoan cười cợt trước tin ông bị bắt, hoàn toàn trái ngược với thái độ thường thấy của dân khi thường xuyên rủ nhau khui bia ăn mừng mỗi lần có quan chức nào đó ngã ngựa. Điều này cho thấy ông Bình không phải là quan tham và vụ bắt giữ ông có dấu hiệu của sự đàn áp, tương tự vụ bắt giữ ông Lưu Bình Nhưỡng. Vậy ông Nguyễn Văn Bình là ai? Báo chí quốc tế gọi ông là nhà cải cách lao động. Vâng, đúng thế, ông là một nhà cải cách và ông đang nỗ lực để cải thiện điều kiện làm việc của công nhân khi thúc đẩy Việt Nam phê chuẩn Công ước 87 của Tổ chức Lao động Quốc tế ILO. Nếu công ước này được thông qua, người lao động Việt Nam sẽ được quyền thành lập công đoàn độc lập của họ để bảo vệ quyền lợi cho chính họ. Và đây có lẽ là điều khiến nhà cầm quyền chướng mắt nên đã quyết định bỏ tù ông. Cân nhắc lại, một trong các yếu tố theo tiêu chuẩn của luật pháp Mỹ để công nhận một nền kinh tế thị trường đó là mức độ và mức lương được xác định bằng sự thương lượng tự do giữa người lao động và cấp quản lý. Hình ảnh công nhân Việt Nam. Mở rộng ra, sẽ không chỉ là chuyện tiền lương mà còn là các quyền lợi, phúc lợi, chế độ làm việc, môi trường làm việc khác. Thậm chí là những điều tưởng như cực kỳ nhỏ nhặt nhưng lại rất quan trọng đối với người công nhân. Ví dụ, quy định về việc đi vệ sinh trong giờ làm việc, tất cả sẽ được thương lượng tự do giữa người lao động và giới chủ. Nhưng người lao động, những người làm thuê ở vị thế thấp hơn, làm sao có thể thương lượng tự do với giới chủ? Công đoàn độc lập chính là giải pháp cho họ. Chúng ta thấy, trong nội dung của Hiệp định Tự do Thương mại EU Việt Nam EVFTA hay Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP, sau đổi thành Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP đều có những điều khoản quy định về việc các nước thành viên phải cho phép công đoàn độc lập hoạt động mà không cần xin phép. Những điều này cho thấy tầm mức quan trọng của công đoàn độc lập trong một nền kinh tế hoạt động theo các quy tắc thị trường tự do. Tuy nhiên, nhà cầm quyền Việt Nam lại không ưa điều này. Các chính thể độc tài có xu hướng kiểm soát người dân, kiểm soát xã hội bởi họ sợ nếu để cho dân tự do thì khó cai trị, khó điều khiển theo ý muốn của họ. Cộng sản cũng không khác. Vì vậy, công đoàn độc lập hoặc các hội nhóm độc lập, dù chỉ là một nhóm nhỏ tụ tập chơi thể thao, cũng sẽ làm cho họ khó chịu. Hình ảnh đảng trưởng sức tàn lực yếu nhưng vẫn kiên định với chủ nghĩa xã hội. Hơn nữa, bằng kinh nghiệm từ chính lịch sử đảng với phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh, cách mạng tháng 8, vân vân, đảng đã thành công qua việc lôi kéo quần chúng và giới công nhân biểu tình, cướp chính quyền. Thế nên họ lo sợ, họ e ngại. Một khi cho phép công đoàn độc lập hoạt động thì nguy cơ cách mạng màu, nguy cơ diễn biến hòa bình sẽ xảy ra. Và đảng phải bóp chết nguy cơ đó từ trong trứng nước, bóp từ nhà cải cách làm việc cho đảng đến những người bất đồng chính kiến hay dân biểu ngữ ngoài đường. Tuy nhiên, đảng gặp phải một nan đề lớn. Nếu không để cho công đoàn độc lập hoạt động, Mỹ và phương Tây sẽ không công nhận nền kinh tế thị trường cho đảng. Hàng hóa Việt Nam qua Mỹ vẫn bị áp thuế chống phá giá, vẫn bị kiểm soát nghiêm ngặt. Nhưng nếu công nhận thì chả lẽ lại tạo cơ hội cho cái đám phản động này nhảy nhót trên mặt đảng hay sao? Quả thực đảng đang ở vào một thế cờ bí, nhất là vụ bắt ông Nguyễn Văn Bình ngay trước phiên điều trần của Bộ Thương mại Mỹ bị lộ. Mà phiên điều trần này lại mang tính quyết định đối với việc Mỹ có công nhận nền kinh tế thị trường cho Việt Nam hay không, trong khi cuộc vận động của Việt Nam đang vấp phải nhiều sự phản đối tại Mỹ. Giả như Project 88 đừng có chọc gậy bánh xe, giả như vụ bắt ông Bình có thể giấu kín đến sau phiên điều trần, chẳng phải đảng có thể thoát được thế lưỡng nan này hay sao?
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Thế lưỡng nan của đảng đối với việc cho phép công đoàn độc lập hoạt động. Không thể để ghế rỗng kéo dài, Hội nghị Trung ương 9 sẽ bầu bổ sung. Ngày 11 tháng 5, báo Tiếng Dân đăng bài bình luận triệu tập Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 của tác giả Lê Văn Đoành. Thời báo chấm D giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau. Hội nghị Trung ương 9 khóa 13 dự kiến sẽ khai mạc vào sáng ngày 16 tháng 5 và bế mạc vào ngày 18 tháng 5. Có lẽ không thể nào để kéo dài tình trạng quốc gia không có chủ tịch nước và cơ quan lập pháp không có chủ tịch quốc hội. Cũng như cần bổ sung thêm các ủy viên Bộ Chính trị nên những người đứng đầu đảng triệu tập hội nghị này. Hình ảnh bài trên báo Tiếng Dân. Tại hội nghị này, Ban chấp hành Trung ương sẽ giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ 2021-2026, thay thế các ông Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ đã bị rút phế vừa qua. Hiện bà Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Trung ương, đang đảm nhiệm quyền Chủ tịch nước, còn ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội được phân công điều hành cơ quan này. Theo quy định 214 quy định Trung ương của Bộ Chính trị, ban hành ngày 2 tháng 1 năm 2020, chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội phải tham gia Bộ Chính trị trọn một nhiệm kỳ trở lên. Như vậy, hiện tại chỉ có các nhân vật sau đây là đủ các yêu cầu: Nguyễn Phú Trọng, Phạm Minh Chính, Trương Thị Mai và Tô Lâm. Tuy nhiên, quy định này đã có câu thòng, trường hợp đặc biệt do Ban chấp hành Trung ương quyết định. Hình ảnh ai sẽ ngồi vào ghế Chủ tịch nước. Theo thông tin nội bộ chúng tôi có được, sau khi ông Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ lần lượt bị mất chức, đã có một số ý kiến trong nội bộ đảng đề nghị bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, kiêm trưởng Ban Tổ chức Trung ương nên ngồi vào cái ghế Chủ tịch nước hoặc Chủ tịch Quốc hội. Nhưng thật bất ngờ, bà Mai từ chối. Có thể bà đã quá mệt mỏi với các cuộc đánh đấm tranh giành quyền lực trong đảng, hoặc bà không muốn bị cưa ghế như các vị kia. Bà Mai được lòng các phe vì dù nắm những chức vụ quyền lực nhưng có vẻ như bà không tham vọng quyền lực. Nếu ông Tô Lâm muốn có suất nhân sự đặc biệt để có mặt trong đại hội đảng khóa 14, chắc chắn ông phải giành cho bằng được cái ghế chủ tịch nước lần này. Khả năng cao nhất là ông Tô Lâm sẽ được giới thiệu vào ghế chủ tịch nước và bà Trương Thị Mai sẽ ngồi ghế chủ tịch quốc hội. Một số nhận định trong cung đình cho rằng mặc dù có nhiều tham vọng nhưng ông Tô Lâm không dễ để trở thành tổng bí thư. Bởi kết quả các cuộc bỏ phiếu tín nhiệm trong đảng đã cho thấy ông không đủ tín nhiệm để trở thành đầu đảng. Hình ảnh những người có khả năng được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị. Ngoài ra, hội nghị lần này cũng sẽ bầu bổ sung các ủy viên Bộ Chính trị. Danh sách các ứng viên tiềm năng sẽ được giới thiệu để bầu bổ sung, dự kiến bao gồm Nguyễn Trọng Nghĩa sinh năm 1962, quê Tiền Giang, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khóa 13. Lê Minh Khái sinh năm 1962, quê Bạc Liêu, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026. Trần Hồng Hà sinh năm 1963, quê Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026. Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương khóa 13. Theo thông báo, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định triệu tập kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20 tháng 5 và bế mạc ngày 28 tháng 6. Trong thời gian này, Quốc hội sẽ họp tập trung tại tòa nhà Quốc hội, kỳ họp chia thành hai đợt. Với các diễn biến dồn dập xảy ra trong hai tháng qua, nhiều nhà quan sát chính trị Việt Nam và quốc tế cùng đưa ra nhận định công cuộc xây dựng đảng của tiến sĩ xây dựng đảng Nguyễn Phú Trọng đã thất bại hoàn toàn. Xây dựng đảng không xong thì đảng đâu để ông Trọng xây dựng chủ nghĩa xã hội. Có lẽ ông Trọng đã nhìn thấy điều đó hơn 10 năm trước, nên năm 2013 ông đã từng thừa nhận rằng đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm D với bản tin Không thể để ghế trống kéo dài, Hội nghị Trung ương 9 sẽ bầu bổ sung. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo chấm D.